trước tới sau. Đích thân cái cô bé đó cổ nấu thức ăn để cúng dường cho 10 thầy, cũng cầu siêu cho mẹ của mình. Cổ quỳ của Tát Bạch, nó xin được phát nguyện xuất gia đầu Phật để đem trọn quãng đời còn lại tu hành tạo công bồi đức hồi hướng cho mẹ. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, sau đó thầy không có liên lạc được. Đúng một năm sau thì thầy mới nhận được một lá thư của cô đã gửi mời thầy dự lễ xuất gia của cô đó ở một ngôi chùa tại thành phố Đà Lạt. Bây giờ thành sư cô rồi, coi như cuộc đời đã khép lại. Nhưng nơi đây nó còn động lại một nỗi niềm rai rứt ở trong lòng của mình, rằng có những khi chúng ta cũng rất giống cô bé dại khờ này, phải không quý Phật tử? Chúng ta quá vô tình với cái tấm lòng hy sinh và sự đợi chờ của người mẹ hướng dẫn chúng ta học đạo và tích đức. Chúng ta không biết, chúng ta cứ để cho nó trôi qua mỗi ngày như thế, rồi cũng sẽ đến một ngày. Đừng đi đâu cả mẹ ơi, đừng đi đâu cả, về nơi cuối cùng. Nhưng chúng ta không có quyền để can thiệp vào khi vô thường đến. Đây là một sự thật. Chính vì lẽ đó mà chúng ta nên trân quý những gì mình đang có ở bên cạnh cuộc đời đầy những đổi thay này, mà tình thương của mẹ là điều không thể nào chúng ta quên được. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, không phải đợi tới già chúng ta mới trở thành một chiếc bóng lặng thầm để theo dõi từng bước chân của con mình. Không phải đợi như thế đâu. Có một lần thầy đi giữa Sài Gòn nhộn nhịp, thầy thấy có một người cha đứng ở dưới mưa, co người lại, tại vì những cái chỗ mà trú mưa đã người ta đứng hết rồi, ngồi trên chiếc xe để chờ đón đứa con của mình. Ông ướt hết, ướt mình hết, tại vì không có chỗ núp mưa, mà ông cũng không có mang áo mưa theo vì cơn mưa bất chợt nó đổ xuống. Ngay lúc đó cũng bị kẹt xe dừng lại, thì ta thấy cái đứa con, một cái thằng bé đó 13 tuổi, cỡ 13, 14 tuổi, nó bước lên xe của ba nó, ngồi ngoài sau. Thế là nó lật cái cuốn tập ra, cuốn truyện, nó đọc, đặt cái quyển truyện vào trong cái lưng của ba nó và nó đọc truyện. Nó đọc một cách say sưa, nó không hề hỏi ba nó đợi có lâu không, ước mưa có lạnh không, chờ có mệt không, không hề hỏi một câu nào. Và nó cứ dí cái mặt của nó mang hai cái mắt kiến lớn vậy đó, đọc, không hề biết cảm nhận của người cha. Tự nhiên thầy thấy người cha tội nghiệp và đáng thương như thế nào. Nhưng mà thầy quan sát cái gương mặt của người cha thì ông ta rất là bình thường. Tại vì sao? Vì thầy biết cảnh này đã được diễn ra suốt những năm tháng qua, ổng quen với sự đợi chờ lặng thầm như thế rồi. Chỉ biết đón con thôi, con leo lên xe là mừng rồi, trở về nhà khỏi cần nó hỏi han gì hết. Nhưng giá như lúc đó nó dừng lại một phút, nó hỏi ba chờ con có lâu không, thầy nghĩ rằng bao nhiêu mệt mỏi trong cuộc đời của người cha sẽ tan biến sau câu hỏi của đứa con. Phải không mấy bác? Nó nói lại một cái thâm tình giữa cha và con, nó có cái sự kết nối rất là rõ ràng. Mà chúng ta sống hình như chúng ta vô tình, mình chỉ biết mình không à, phải không? Mình không có nghĩ tới cái cảm giác của những người chung quanh, và nhất đó là cha mẹ của mình. Cho nên không phải đợi tới già nua lẩm cẩm giống như mấy bác 70-80 tuổi mới trở thành chiếc bóng lặng thầm. Mà thầy thấy ngay giờ, ngay cuộc sống hối hả này, những người cha, những người mẹ trẻ tuổi cũng đã bắt đầu tập dần
với đời sống lặng thầm của chiếc bóng. Bưng cơm lên con nó cũng không ăn, nhắc nhở nó cũng không ăn, năn nỉ nó mới ăn, hỏi nó cũng không thèm nói. Rất là buồn. Thì người cha người mẹ nào lại có thể chịu đựng được cảnh con của mình nó phũ phàng đâu. Thưa cùng tất cả đại chúng, cách đây là gần 3 năm, thì một đêm đó khoảng 11 giờ đêm thì điện thoại chùa của thầy nó reo. Bắt điện thoại thì thầy nghe bên kia giọng của một người con trai. Thì sau khi chào hỏi thì thầy biết cái em này nó là một kiến trúc sư ở Nha Trang. Nó gọi điện cảm ơn thầy. Thầy mới hỏi gì chứ, thầy có chưa có quen với con mà, thầy đâu có làm gì đâu mà con phải cảm ơn. Nó mới nói dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy đã giảng cái đĩa bóng mây để cho con xem. Thì thầy khách quan thầy mới nói thầy cũng chỉ giảng chung chung thôi, nếu như con có những điều gì mà làm không đúng với lại ba mẹ thì con nên thay đổi cuộc sống của con. Thì bắt đầu nó mới tâm sự, nó mới kể, nó dạ thưa thầy con ở Mỹ Tho. Nó kể là ba mẹ con đều là giáo viên hết, nhưng mà ba con chết lúc con chỉ còn nhỏ, đó là cũng 2 tuổi. Ba con bị lao phổi chết, mẹ con dạy học rồi nuôi con tới lớn. Lớn lên con thi vào đại học kiến trúc ở Sài Gòn. Đậu vào đại học kiến trúc thì con học năm nay là con 28 tuổi. Thì mỗi tuần cứ sáng sớm thứ hai con đi xe đò lên Sài Gòn học, rồi chiều thứ bảy con về nhà với mẹ con. Cứ như thế tuần nào cũng vậy, mẹ con gặp nhau 2 ngày. Rất là hạnh phúc, rất là ấm êm chốn quê nghèo. Sau khi tốt nghiệp xong, con rất là mừng và con tìm được việc làm. Con có quen với một người bạn gái đó, thì con dẫn về để thăm mẹ. Thì mẹ con rất là quý cái cô bạn gái này của con, tại vì cô bạn gái này của con là con của một gia đình có học thức và rất là nề nếp, có gia giáo. Mẹ con đồng ý hết, cho nên là để chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Nhưng mà lát cái hỏi ra cái mẹ con biết bạn gái con tuổi dần, cái mẹ con nó không được. Mấy bác ở đây cưới dâu có đi coi tuổi không? Dạ có chứ, trả lời gọn như sao. Có coi tuổi không? Mấy bác có đi coi tuổi khi cưới dâu không? Im lặng tức là có rồi. Cái em đó nó kể, tự nhiên mẹ con phản đối thầy. Mẹ con nó không được nha con. Con mà rước con cọp cái này về là mẹ con mình chết nha con. Nó tuổi dần đó, lấy vợ tuổi dần bằng ăn trật ruột. Con khó chịu quá. Con nói mẹ à, tuổi dần tuổi sửu tuổi nào cũng là tuổi, chứ con đâu phải là con người đâu. Cái đó người ta đặt ra cho phân biệt năm này năm kia thôi. Quan trọng là tánh nết, mà mẹ đã chấm bạn con là người đẹp nết mà. Mẹ đã nói bạn con là một đứa con gái đẹp, người đẹp nết. Mà bây giờ mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ con nhất định không chịu. Tao nói không rồi nha. Thầy biết không, suốt 3 tháng trời con năn nỉ hoài vậy đó. Tuần nào con về con cũng năn nỉ cho tới 1 giờ sáng luôn. Vậy mà mẹ con không siêu lòng. Bữa đó con nói mẹ, từ nhỏ tới lớn năm nay con 24 tuổi rồi, mẹ quyết định hết. Tất cả mọi chuyện gì mẹ quyết định hết trơn á, con không có ý kiến. Bây giờ đó mẹ cho con xin một lần con quyết định cho cuộc đời con, đó là con chọn vợ cho con. Con chọn người bạn đời, mẹ cho con cái quyền này đi một lần thôi, con không cãi mẹ gì nữa hết. Bà mẹ mới nói không. Mẹ nói không là không. Bây giờ có 2 con đường để con lựa chọn. Một là mẹ, con chọn mẹ thì con ở nhà bình thường. Còn 2, con chọn con cọp cái đó.
thì đi ra khỏi nhà. Nó năn nỉ mẹ, nó quỳ xuống, nó nói mẹ, mẹ đừng có ép con phải làm những cái chuyện mà con không muốn. Mẹ nó quát lên là mẹ không ngờ đẻ con ra, nuôi con tới lớn bây giờ mới biết được. Nó nói trời ơi thầy biết không, tự nhiên mẹ con chửi con vô mặt là cái thằng mê gái con thấy sao đâu á, con giận lắm. Cái mẹ con nói mày đi ra khỏi nhà tao. Thầy mới hỏi chứ rồi con làm sao. Nó nói con giận quá, con đứng lên. Con nói mẹ, đây là mẹ từ chối con, chứ con không có từ chối mẹ nha. Vô lấy ba bộ đồ đi ra liền. Xong á quý vị biết á, ngày hôm sau nó gọi điện về. Mẹ nó chửi cho nó một trận, te tét hết, nó cúp điện. Nó nói mẹ nó còn giận. Ba ngày sau nó gọi điện, nó hỏi thăm nó, mẹ nó chửi cho một trận, nát nước trời mây hết. Nó nói không được rồi, tại vì trong lòng nó cảm thấy nó rai rứt. Đúng một tuần lễ sau nó gọi điện về nó thăm nữa. Lúc bây giờ mẹ nó chửi nó te tua sơ mướp luôn, mà chửi toàn là dùng những cái tiếng nó không có thanh nhã đó. Nó nói trời ơi, mẹ mình bây giờ không còn là mẹ nữa, bây giờ giống bà phù thủy quá. Lúc đó nó mới tức, nó mới nói nếu như mẹ không nhìn nhận con thì từ bây giờ con hãy coi như mẹ, mẹ hãy coi như con trai của mẹ đã chết. Từ đây đến suốt cả cuộc đời này, con mà làm phiền mẹ nữa, cho trời tru đất diệt. Cúp máy. Nó nói thầy biết không, kể từ cuộc điện thoại đó, con hận mẹ con vô cùng. Con nghĩ gia đình cũng đâu có phải là nghèo khó, nhà dư giả mà, tại sao mẹ con nhẫn tâm là đẩy con đi ra cuộc đời. Con có gia đình mà con không được về, con có nhà mà con không được ở, rồi bạn gái con là con của một gia đình rất là đàng hoàng, có danh vị trong xã hội, mà phải chịu một cái nỗi oan khuất là đi theo trai. Tại sao? Có phải tại mẹ con là một người đàn bà ích kỷ hay không, đã đẩy vợ chồng con vào một cái ngõ cụt của cuộc đời. Thầy biết suốt 4 năm nay tụi con rất là vất vả đi làm cho người ta, mặc dù hai đứa con có bằng cấp nhưng người ta cũng ép. Tụi con cắt đứt liên lạc hết, không qua lại với ai, không bạn, không bè, không gì, không ai biết hết. Nước mắt để chăn cơm. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày biết bao nhiêu niềm uất hận đổ lên trên đầu của con. Khi mà bị người ta ép, bị chủ ép, hoặc là bị khách hàng làm thế này thế kia, là mỗi một lần con hận mẹ con. Tại sao mẹ con lại đối xử với con tàn nhẫn như thế? Suốt 4 năm rồi con không liên lạc với mẹ, con hận bà ấy tột cùng. Bà là một người phụ nữ ích kỷ độc ác. Nhưng mà lúc tối vợ chồng con xem bóng mây, con nghe tới câu thầy hỏi giờ này bên mẹ có còn ai. Tự nhiên con thấy thương, căn nhà đó lớn quá mà một mình